Những năm qua, thầy và trò trường Trung học cơ sở Nàng Hiệu, Sông Mã, tỉnh Sơn La không ngừng phấn đấu nỗ lực tìm nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì vững chắc kết quả học tập, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Việc xây dựng trường đạt chuẩn là sự cố gắng rất lớn của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Nhưng để duy trì và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn. Để duy trì chất lượng dạy và học tập, nhà trường thực hiện tốt các cuộc vận động. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nhà giáo. Đồng thời, hàng năm nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm việc phân bổ chương trình, tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, chủ động khai thác và sử dụng hiệu quả thiết bị đồ dùng giảng dạy, đảm bảo tốt yêu cầu chuẩn kiến thức, phù hợp với nội dung từng tiết học, làm cho bài giảng sinh động, hấp dẫn. Cùng với đó, nhà trường còn phối hợp với công đoàn phát động các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, tạo điều kiện cho giáo viên có năng lực phát huy sáng kiến, kinh nghiệm. Xã Nàng Hiệu là một cái xã đặc biệt khó khăn, chính vì thế mà con em là cái phụ huynh chưa quan tâm sát sao đối với cái việc học của học sinh, đó là một khó khăn. Cái khó khăn thứ hai nữa là cái năng lực tiếp nhận cái kết quả học tập của các em ấy là chưa đáp ứng được cái tiêu chí tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn. Thì với những cái khó khăn đó thì nhà trường đã khắc phục. Cái thứ nhất là nhà trường đã xây dựng các cái kế hoạch rất là cụ thể, như là tham mưu với lại Ủy ban Nhân dân xã, rồi tham mưu với ngành để hỗ trợ cùng với nhà trường trong cái việc đó là xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể cho cái việc đó là nâng cao được cái chất lượng dạy và học để đáp ứng được các cái tiêu chí tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường được chú trọng. Khuôn viên nhà trường có diện tích trên 6.000 m² với 3 dãy nhà 2 tầng và 1 dãy nhà cấp 4, có 24 phòng học, 386 bộ bàn ghế, đảm bảo cho việc học sinh học 1 ca một ngày. Các phòng học có các bảng chống lóa đúng quy cách, lắp đặt hệ thống quạt, đèn, máy chiếu đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các hoạt động dạy và học. Thì đến năm học 2018-2019 thì trường Trung học cơ sở Nàng Hiệu đã được công nhận là trường học đạt chuẩn quốc gia ở mức độ 1. Và trường Trung học cơ sở Nàng Hiệu đang xây dựng kế hoạch để tiến tới là đạt được trường chuẩn Trung học cơ sở Nàng Hiệu ở mức độ 2. Thì để đạt được cái trường chuẩn ở mức độ 2 thì về cơ sở vật chất thì nhà trường cũng đã tham mưu với ngành, để ngành giáo dục tham mưu với lại Ủy ban Nhân dân huyện mà bổ sung về các cái thiết bị dạy và học đáp ứng được cái chương trình dạy học mới 2018. Và cái thứ hai nữa là về đội ngũ giáo viên thì trường Trung học cơ sở Lạc Nghịu có đội ngũ giáo viên chuẩn về nghề nghiệp và trên chuẩn. Thì hàng năm nhà trường đã xây dựng cái kế hoạch đó là cho giáo viên học để nâng cao trình độ và tập huấn các cái lớp nghiệp vụ, công tác nghiệp vụ để phục vụ cho cái việc giảng dạy, rồi là giáo dục kỹ năng sống cho các em trong nhà trường. Về phía học sinh thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, rồi sự quan tâm của nhà trường, các thầy cô giáo, thì hiện nay thì học sinh đã có sự tiến bộ hơn về cái chất lượng của nhà trường, đã được đánh giá, được ngành cũng như là các cấp đánh giá là đảm bảo. Phát huy những kết quả đạt được, tập thể cán bộ giáo viên trường Trung học cơ sở Nàng Hiệu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống,
kỹ năng và thể chất cho học sinh, hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.